Trong cuộc sống hiện tại thì việc nuôi thú cưng đã trở nên khá phổ biến. Nuôi chó mèo thì quá ư là bình thường rồi. Thế nhưng nuôi vịt làm pet thì đã có ai chơi trội như vậy chưa? Chúng ta hãy cùng theo dõi bài viết sau đây nhé. Đối với những người thường xuyên đi qua phố Bạch Mai thì chú vịt mà cáo này đã là một nhân vật vô cùng quen thuộc, nổi bật đến mức ai đi qua cũng phải ngó nhìn. Không chỉ được chủ nhân quan tâm chăm chút ăn mặc sành điệu, có cả vòng cổ hàng hiệu riêng, chú vịt này còn ăn chơi đến mức nhuộm cả lông đầu màu hồng, khiến ai trông thấy cũng cười lăn lóc. Nhìn tấm lông xoăn xoăn bay trong gió, phất phơ theo từng bước chân lạch bạch của chú vịt, đố mọi người có thể nhịn được cười. Chú vịt sành điệu này không sợ ai cả, cũng không bị xích hay nhốt trong chuồng riêng, đôi chủ thả chạy nhảy phô tư trên phố suốt nhiều tháng qua. Dù ai đi ngang cũng để ý, nhưng may mắn là chú vịt chưa bị bắt cóc lần nào. Không chỉ ăn ngon mặc đẹp, chú vịt này còn rất ngoan ngoãn, chẳng bao giờ đi lung tung hay đền đảo với ai. Nhiều thành viên mạng còn thở dài ghen tị với chú vịt vì chứng kiến cuộc sống của nó quá thảnh thơi sung sướng. Với vẻ ngoài đáng yêu và thay đổi trang phục liên tục, chú vịt này đã được chân tình chụp ảnh đăng trên mạng xã hội, dần trở thành hiện tượng hot không kém những nhân vật đình đám khác như chú chó Nguyễn Văn Dúi. Nếu có tuần rảnh rỗi không có làm gì, bạn cũng có thể xách xe đi lượn phố rồi tiện thể kiếm cớ gặp gỡ chú vịt sành điệu nhất phố Bạch Mai. So với đồng loại của mình thì chú vịt này quả thật có số phận vô cùng may mắn. Hãy tranh thủ khi chú vịt mới nổi tiếng đi nào, bởi biết đâu sắp tới đây chú sẽ lên ngôi sao thú cưng tầm cỡ quốc tế, sở hữu fan hâm mộ lên đến cả triệu người.